Ủa anh biết coi kênh Tion luôn hả Xu? Tion là cái con cá cá đúng không? Dạ đúng rồi. Không rồi, cũng coi nhiều lắm mấy clip cái cá con thiệt. Buôn lấy cá. Buôn lấy cá. Xóa bớt rồi đó. Bên tổ chức NV nó kêu xóa đi á. Gì vậy? Bởi vì làm cho người ta hiểu lầm mình nuôi rái cá làm thú cưng á, xong rồi mấy bên nước ngoài người ta cũng nuôi quá trời, bên Nhật Bản xong rồi tới Indo rồi bên Thái Lan nên xóa 2 tỷ view á. Nhưng mà xóa xong là bị đồn là buôn bán động vật hoang dã luôn á. Tự những thành viên trong ENV họ nói họ khi mình xóa để mình bảo vệ lại rái cá nhưng mà mình xóa đi á thì họ lại gây cho mình sự hiểu lầm là mình buôn. Ờ nên mình vừa rái cá đúng không? Đúng rồi. Thấy mà mất tích cái kênh luôn. Mất tích cái kênh luôn đúng không? Ờ không thấy đăng nhiều phải không? Đúng rồi. Giờ mới đăng lại. Bạn có còn nữa không? Không, giờ hết nuôi rồi. Để em theo chứ. Được luôn. Được luôn hả? Ở đây nó sống tốt á.